Đây là tàu hũ kỳ lá nè, mình mới mua về, miếng to như vậy nè, đậu hũ kỳ tươi nó bỏ đông lạnh á. Để bây giờ mình sẽ tháo ra mình làm, mình cắt rồi mình làm giò lụa chay. Đậu hũ kỳ mình mua đó, rồi bây giờ mình lấy ra nè, một mảng to như vậy nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra, rồi mình ngâm nước. Đây, cắt nhỏ ra như vậy nè. Mình nướng một tí, mình rửa sạch. Xong rồi mình trụng nước sôi. Rồi xong rồi mình cho đồ nêm gia vị. Rồi mình bắt đầu mình cuộn thành giò lụa. Mình đem đi hấp. Sau khi tàu hũ kỳ mình cắt, mình rửa xong rồi sạch sẽ, mình ướp muối tiêu, đường bột ngọt và hành phi xong. Bắt đầu mình tạo hình như vậy nè, mình gói vô trong một cái giấy bóng á, mình tạo hình để cho nó cứng, xong mình có tủ lạnh để khoảng qua đêm hoặc 1-2 tiếng đồng hồ, rồi mình đem đi gói giống như gói giò lụa nè, sau đó mình đem đi hấp. Đây là giò lụa mình mới cắt ra thử nè, giò lụa chay. Bây giờ mình cắt ra, mình mời cả nhà nha. Giò lụa chay nè, mình mới cắt ra xong nè, vịt ngon quá, gói lá chuối. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn thử nha. Nè, lá chuối nó vàng, miếng giò lụa trắng, mời cả nhà cùng ăn thử. Ngon quá, ngon ghê, cứng ngon. Hôm nay mình làm giò thủ nè, mình làm bộ tay heo, mũi heo, nấm mèo và giò heo đó, giò heo lóc xương. Rồi mình xào lên, nêm nếm đường tiêu muối, vừa ăn xào lên. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình gói nè, gói xong mình để nguội khoảng một đêm, sau đó mình cắt ra ăn ngon lắm. Giò thủ sau khi mình xào xong, bây giờ mình gói được tổng cộng là 12 cây. Mỗi một cây là 1 pound, 450g á. Bây giờ mình sẽ đem đi cất tủ lạnh qua đêm, rồi mình đem ra mình thái, mình ăn với lại muối tiêu chanh, rất là ngon. Dĩa giò thủ mình mới vừa thái xong nè, nhìn đẹp hấp dẫn chưa. Đây là chén muối tiêu chanh, bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn thử nha. Ăn thử với mình chấm muối tiêu chanh nè. Giò thủ vừa ngon, nó giòn, lỗ giòn của lỗ tai heo và nấm mèo, ngon quá. Mời cả nhà cùng ăn nha. Đây là chả ốc mình mới làm xong nè, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây là chả ốc mình mới vừa làm xong, bây giờ mình hấp đã chín rồi. Ở đây có lá chanh thái nè, có gừng, có ớt. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn nha, mình ăn thử coi ngon. Ngon quá, nó dai ghê các bạn, ngon. Có miếng gừng ăn cay cay. Giò heo làm chó giả cày nè, cái mỏ này hết rồi chứ. Em cắt đi này đó. Thịt heo giả cày lúc nãy mình nấu đó, mình nấu chung với ngó sen nè, với lại củ riều. Đây là thịt heo mềm rồi nè, để ăn chung với bún cho nên mình nấu có nước. Thịt heo mềm rồi. Là thịt heo giả cày, mời cả nhà cùng ăn chung với bún, phải chan tí nước vô rồi.
Ok. Vừa chín tới. Mời cả nhà cùng ăn. Ngon quá. Thịt heo vừa chín tới rất là ngon.